Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì tiếp tục Khải sẽ anh Evan free cho anh nghe mi trong 3 năm ơi. Rồi, nói chung bữa giờ cũng bận việc quá, cứ anh cho anh em hết book này đến book khác đó. Cũng có làm nhiều video up anh em xem á, cái gì anh em xem ủng hộ cho anh nha. Chung thì anh một lần Evan thì tốn khoảng tầm 10 kim, 10 ca su và kèm với 50k điện tốn kim. Thì nó dao động khoảng tốn 11 kim hơn nè. Rồi thì nói chung là anh free cho anh em thì may mắn sao đó thu được gì được bán anh em ơi. Của hàng mình chắc chắn là lỗ sắp mặt thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi cho anh em ơi. Sau khi đã chuẩn bị xong sẵn sàng đâu đó thì Khải sẽ mua một 1000 chữ phát tài. Đó. Rồi, giờ bắt đầu ép câu chúc thịnh vượng đó. Rồi, xong. Bất này luôn. Rồi, ok bây giờ sẽ ra ngoài anh em ơi. Chung cái này thì Evan này bỏ cánh chuột phải nó mất thời gian lắm nè. Rồi Khải sẽ ra ngoài. Rồi. Lần này chúng ta sẽ cùng anh Evan và anh Emmy cho bang này thử được cái gì nha mọi người ơi. Và anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho Khải nút like, nút chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Khải bật auto lên cái. Bật auto này rồi, ông gặp tiền ít. Đâu mình Khải kẹp cái câu chúc thịnh vượng vô. Đợi số 0. Rồi. Khui hàng. Ok, vô. Cái gì đây? Để bắn pháo này, bắn pháo một viên thị tinh. Một viên thị tinh, một sư đờ, một thiên thú lộ bạc mình nạ, mai mình nạ lấy mình bắn rồi. Tiếp tục mà mình nạ. Một hộp thạch ăn. Một hộp thạch ăn. Tiếp tục và một viên thiên tinh nữa. Rồi, hai viên tinh này. Được một hộp thạch ăn em ơi. Hộp này được bán được 900 xu. Rồi tiếp tục ra bên ngoài. Up cấp. Đó, rồi up cấp thêm mực nào này. Thiên sơn. Cánh bên thiên lương sơn luôn. Cánh bên thiên sơn luôn. Rồi. Thủy tinh. Rồi, trước khi cánh bình quốc tửu được Khải qua bên bên thành bên kia cánh cho xe bình quốc tửu luôn. Quốc tửu đại luôn. Và bác Dinh thì 1, 2, 1, ôi cho toàn mặt nạ không nhỉ? Đủ cho toàn anh toàn mặt nạ không người ta, chết rồi. Mặt nạ ngập mồm rồi em ơi, ra gì cũng ra mặt nạ toàn rồi. Vì ra được những bằng đồ khác thì mới ra nó có đồ nè. Ủa gì vậy? Thôi xong tôi rồi. Cái gì vậy? Giờ tăng nhóm luôn ba. Nhầm rồi. Tí nè em ơi. Rồi định butter con em mi này để anh lấy ít bánh mà đi dạ tấn nhóm trời vãi rồi. Rồi anh em đợi cả tí nữa mày vãi trưởng thiệt. Rồi ok cánh bình quá tửu nhai hàng rồi. Nãy tính ra anh 500 cái rồi mới có được 3 gì thì tin rồi, mặt nạ quá trời nè. Một quay pháo thì cứ tiếp tục kiếm bánh đồ, kỹ năng đồ, tiềm năng đồ cũng được nè. Bù lại vài ca su tiền thổ lộ. Ôi trời ơi, wow, toàn quá tử thôi. Bánh kỹ năng tiềm năng cũng không ra luôn em ơi. Một hiên tinh nữa. Rồi, thôi xong rồi. Một mảnh phi dân gì đây. Ôi, sẽ thốn một. Ôi trời, nên màu trống không có một cái bánh nào luôn. Ôi phi dòng 7 nè em ơi. Nó từng phi dòng 8 chứ. Dòng 7. Trời ơi này ra 8 cái này mớ tiền rồi. Trời ơi xong phải số 8 trời. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ dọn dẹp cái rương cái nè. Đồng, tính ra 10 kim mà nãy vẫn chưa có gì nữa mà còn 173 cá nữa thôi. Biết hôm nay liệu số nhỏ đến mức nào đây. Hãy dọn rương nữa nè. Dọn rương hả? Rồi. Rồi. Rương em đọc gì cầm rương đồ á. Mấy cái bình tiền thông lộ này nọ là Khải vứt vào bên cho em để chặt chỗ nha, mặt nạ nữa nè. Rồi lóc ạ. Rồi, tiếp tục, sau khi dọn rương thì còn được 173 cái tiếp tục khô nha anh em. Rồi, này toàn rồi, toàn anh em ơi. 10 kim mà ra được cái đồ, những đồ như này toàn rồi. Khui này. Khui. Một viên tinh hồng nữa. Chỉ còn 160 cá là thôi. Một thì hộp thói phiến bù lỗ này. Thiếm hộp nữa nào. Bánh tết kỹ năng tiềm năng rồi. Cái con này không có cái bánh nào luôn nè. Vá trướng. Rồi xong. Không có một bánh nào luôn. Được 2 hộp 3 phong pháo. Gì đây? 2 viên tinh hồng nè. 1
thì Tinh thì quá tuổi đời quá trời nè, quá tuổi đời nên được đem viên Phúc Duyên. Ở Khải dọn đường tiếp theo này, quýnh tiếp nha em ơi. Rồi được rồi, hai viên tinh hồng. Úi rồi ôi, cái giao dịch bên Thiên nó giữ mấy cái bình may mắn nữa. Mấy hôm mà bên Thiên Khải giữ quá trời nên gần 40 bình. Giờ đưa này qua ăn khúc nữa bao nhiêu bình đây. Đây. Rồi tính tiền cho anh em xem thử nha. 2 này, 3 này, 4, ấy lộn lộn, 4 bình phía dân đại này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 bình. 11 bình mà tương đương là 150 một bình. 11 nhân cho 150 thì ở đống này được 1 kim 650. Kim 650 này, thì tinh này, tính thì tinh này, 150 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 là cộng thêm 750 nữa là 2.400. 2 viên tinh hồng này được mỗi viên 300, viên 300 là cộng 600 nữa là 3.000 xu rồi. Chỗ này được 3.000 xu rồi nha anh em. Còn phúc viên này phải bỏ cho thí dân ăn luôn. 3.000 xu rồi, 3.000 xu đúng không? Trời ơi thiệt tiếc, cái con phi dân mảnh 7 gơ luôn, mảnh 8 là ngon. 3.000 xu rồi nha anh em ơi, hiện tại đã phun được 3.000 xu rồi. 2 cái lỡ hộp thạch anh nữa này, một hộp khoảng 900 xu, hai hộp là 1k8 đó, 1k8 là 4.800 rồi. Phong pháo này đang rao bán với 100 xu một phong, 3 phong được 30 xu này, tí này cho bạn chính hình luôn. Họ được 5.100 rồi. Hồng Minh Thạch này được 200 xu, 5 cộng 200 xu là 5.300. ok, 5.300 đã chốt được 5.300. Bây giờ chúng ta là có 5.300 rồi, đợi tí bỏ bên này cho mở tiếp. Đấy, chúc nha em, 5.300 rồi. Rồi, khui một mảnh cuối cùng. Khui này, phong pháo này. Đi đây, sinh lực 200. Ui, đù, mở ra rương hiệp cốt được cái chất mạnh 23. Trời ơi, mạch nạ may mắn. Thôi xong, thì tinh luôn, 5.300 rồi một. Ồ, tính ra ăn lần này đúng một lần bài boss chơi. Chủ yếu tìm lần bài boss mà tìm nãy giờ đúng một lần bài boss. Rồi ok này, giờ thêm một viên thì tinh này. Để đứng giao dịch tiếp cho anh em xem này. Thêm một viên thì tinh này, giao dịch ngoài này. Thêm một viên thì tinh. Ôi, mặt nạ này không tính bỏ nè. Nhấn hiệp cốt 23 nè. Viên tinh là cộng cho 150 xu một viên, 5.450. Cộng một lần bài boss 200. Trời ơi, đánh anh mới được đúng một con lần bài boss. Chua thiệt sự nè, mà đỡ mà gom một rương đánh thiệt sự rất khó. 200 là 5.650. 5.650 rồi. Mấy mảnh ngựa này khi nào tính sau. 5.650. Là hán số số thế là hán hai thiếu hán rồi cắn đi rồi, cộng với 573 cái cá nhân nữa nhân lên, hiện tại đang có 5.650 5.650 này rồi. 5.650 bây giờ là cá nhân, cá nhân là cho 570 đi thì nhân với số lượng cái hay thu thì nó thu được gần 900 xu. Ok, cộng 900 xu đi, 5.650 cộng với 870 nè, đó 870 gần 900 là được 6. Ôi trời ơi, chỉ được mấy cái 6.000 máy thôi em ơi, lỗ. Rồi ok, 6.000 máy thôi, còn lại 50 cái thiệp này tiếp tục mở tiếp nè. Mới được 6.000 máy xu thôi em ơi. Câu hỏi vẫn còn. Mới 6.000 năm thôi, khui này, tiếp tục 50 cái này. 1. Là thân phù, một thị tinh đó, thân phù 15 rồi, cần được 18 cái 15 ngày, 18 cái 15 ngày tiếp tục shop nè, được 1 tháng nữa nè, đó cho xe này. Ok, có tiền, cứ lỡ bao tháng là có tiền. Tại vì tầm này hôm trước khả năng thu 150 một cái này, nhập kiếm vứt
Nhạc kiếm vực phân phục 15 ngày. Shop phong độ thân phù tức là bao chống lỡ, ok là bao là hắn thiên cơ lệnh nhập quân kiếm shop phân phong độ. Ồ thì tên ok kiếm cái phi phong ơi, phong kiến anh này nó bù tiền ơi. Rồi xong tôi xong tổng thố để phục thân anh phù không. Ồ kẻ phi phong kháng cảm 10 được 3 ngày á, ít dữ người ta 3 ngày thôi nè. Được bán lương hắn nè. Ồ ok cứ la hắn không được. Ok thì tinh lương ngon luôn. Vài cái cuối cùng nến cho quá tử. Không phi phong kỹ năng rồi. Úp cấp luôn. Úp này được 3 cấp cho anh em trong bang vậy nè. Rồi hết luôn. Rồi sự 6 kim 5 này tiếp tục sẽ được gì nha anh em ơi. Cầm tiền tiếp theo nè. 6 kim 5 6 kim 5 rồi đúng không. Đây mà một bao là hán này, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi thì tinh nè. À, 5 bao này tương đương khoảng tầm tầm này khoảng tầm 120 đến 130, chẳng 120 đi. Rồi thiếu tinh hạng này cũng 120 đi. Cho đồng giá 120 đi, thiếu tinh hạng này mà. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 nhân tinh 120. À 6 8 nhân tinh 120. Ok, hiện tại đang có là 6.000 năm nè. Cộng với 8 nhân tinh nè. 8 nhân 120. 3 thì tinh như máy bao lâu hát 120 đồng giá 960. Cộng với 6520. Thu được 7480. Phi phong này chỉ bán được 23 xu nè. Bán được 23 xu, 3 xu đi. 7.500, 7.780, 7.780. 7.780, rồi xong, toàn luôn. 7.780 hết rồi em ơi. 7.780 mấy cái này là thứ yên cánh nè. Nhưng là bao nhiêu cánh nè. Rồi xong. Có vẻ như là ton em ơi. Với 11 kim thì thu không có gì nhiều em ơi. Để cho một thanh phù là đi hoạt động nè. Một thối phù, thanh phù. Dư gì chặt rừng để cho anh em khác. Phong độ nó là 1-2 cái nè. Quá trời. Đi thông kim này, rồi ngựa này. Rồi xong, nói chung thì anh em mình con này là chi phí hết là gần 2 kim nè. Lỗ chứ lộn. Lỗ hết 2 kim 3. Này lỗ hết 2 kim 3 nè mày. Này lỗ rồi. Lỗ 2 kim 3 nè. Rồi nói chung thì anh này lỗ 2 kim 3 nha em, không lời được. Nhưng mà hên xui nè em ơi, không có một cái bánh nào luôn. Vãi chướng thiệt. Không có một lệnh bài boss để mình đánh luôn nè. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Lần này anh free cho anh em trong bang con nghe 10 bức của bang á thì lên được 3 cấp nha mọi người. Nói chung thì không có gì thì mong sao anh em ở trong bang đi theo những ông bức như thế này á thì cố gắng hoạt động nhiệt tình thì Khải sẽ cố gắng đầu tư tiền như là anh mình cho anh em free. Đó. Rồi. Anh em xem video đừng quên cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.